Rodrigo Gou, ngôi sao của Real Madrid, gần đây đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh cãi khi một bài đăng trên kênh chính thức của anh trên WhatsApp gây ra nhiều hiểu lầm. Bài đăng này đề cập đến việc BMW, biệt danh mới của bộ ba tấn công giúp Bellingham, Kylian Mbappe và Vinicius Jr. không có chữ R của Rodrigo. Bài viết của Rodrigo đã nhấn mạnh rằng BMW nên thêm R để tạo thành bộ tứ tấn công hoàn hảo của Real Madrid. Tuy nhiên, điều này đã nhanh chóng bị xóa bỏ sau khi người hâm mộ và giới truyền thông hiểu lầm rằng Rodrigo đang trách móc việc mình không được công nhận như một phần quan trọng của đội hình tấn công. Sự việc càng nóng hơn khi chương trình El Chiringuito của Tây Ban Nha đưa tin rằng thông điệp của Rodrigo bị xóa vì hiểu lầm về ý định thực sự của anh. Rodrigo không có ý định làm rạn nứt đội bóng, mà chỉ muốn khẳng định giá trị của mình trong đội hình của Real Madrid. Dù có lẽ đó chỉ là sự hiểu lầm, nhưng việc Rodrigo phản ứng về vấn đề này cho thấy sự tự tin của anh và mong muốn được công nhận như một phần không thể thiếu của Real Madrid. Liệu sự việc này có ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần đồng đội của Real Madrid trong mùa giải mới?